Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sugar Lifestyle. Mình là Dung Đoàn, nickname là Sugar. Mình xuất thân từ designer và hiện đang có tín chỉ về professional wedding planner tại New York. Sở thích của mình là về mỹ thuật và travel. Công việc hiện tại của Dung thì đang làm thiết kế và tổ chức sự kiện cưới. Như ở tập trước thì Dung đã chia sẻ với mọi người những chuyến đi vòng quanh nước Mỹ của Dung, cùng chiêm ngưỡng những cảnh quan thiên nhiên và làm quen với con người bản địa, cùng thưởng thức những món ăn ngon và đặc biệt là chấm điểm những địa điểm tổ chức tiệc cưới xuất sắc quanh nước Mỹ. Hiện tại thì Dung còn rất là nhiều video phát sóng về những chủ đề này. Các bạn đừng quên follow và chờ đón những tập tiếp theo nhé. Thông qua kênh YouTube lần này thì Dung muốn các anh chị và các bạn hiểu rõ hơn về đội ngũ tổ chức tiệc cưới và công việc của họ như thế nào, đồng thời trao đổi những kiến thức cho những bạn có cùng đam mê về chuyên ngành cưới để các bạn hiểu rõ hơn về công việc của mình đang làm cũng như theo đuổi về đam mê của chính mình. Và ngày hôm nay là tập đầu tiên của chuyên ngành cưới. Dung muốn chia sẻ với các bạn và anh chị hai khái niệm về wedding agency và wedding planner khác nhau như thế nào. Ngày nay khi cuộc sống quá nhiều bận rộn và những cặp đôi không có thời gian để tìm những nhà cung ứng, những địa điểm tổ chức tiệc cưới rất là đẹp và những đơn vị cung cấp những dịch vụ cưới cho đám cưới của mình, thì chính vì lý do này thì những cặp đôi đã tìm đến agency wedding hoặc là wedding planner, là những người có rất là dày dặn kinh nghiệm trong ngành cưới, có thể giúp họ tiết kiệm được thời gian hoặc là công sức. Đồng thời những wedding agency và wedding planner cũng đưa đám cưới của họ nâng cao một tầm cao mới, đó là về sự chuyên nghiệp. Thế về định nghĩa thì wedding agency khác wedding planner ở chỗ nào? Wedding agency là một doanh nghiệp truyền thông về tổ chức sự kiện cưới, chuyên lập kế hoạch, thiết kế trang trí và tổ chức chương trình cưới dành cho khách hàng. Còn wedding planner là với quy mô là cá nhân, là người đứng ra để lập kế hoạch, thiết kế và tổ chức chương trình cưới cho khách hàng. Xét về quy mô thì wedding agency có quy mô nghiêng về phía doanh nghiệp, tổ chức và cơ cấu vận hành như là một công ty, thì bao gồm nhiều, rất là nhiều các phòng ban, ví dụ như là phòng thiết kế, phòng event, phòng marketing, phòng kế toán, phòng production, và bao gồm rất là nhiều phòng ban khác trong một tổ chức. Còn wedding planner có quy mô theo hơi hướng là một cá nhân đứng ra để nhận quản lý và điều hành đám cưới đó. Wedding planner thì thường có rất là nhiều kinh nghiệm trong ngành cưới. Cái danh hiệu wedding planner này thì xuất phát từ những nước phương Tây, khi những cặp đôi cần một người follow từ đầu đến cuối cái đám cưới đó, ngay cả là tham gia về ID trang trí như thế nào và tổ chức và điều hành tiệc cưới cho khách hàng. Wedding agency do làm có quy mô là một công ty và một tổ chức, bao gồm có rất là nhiều phòng ban và các team làm việc với nhau, cho nên wedding agency nhận rất là nhiều job trong một năm. Tùy thuộc vào ngân sách hoặc là cái style của khách hàng thì wedding agency sẽ có những bộ phận của các phòng ban khác tư vấn cho khách hàng, để nhằm đem lại mục đích chính là chất lượng và sự hài lòng cho khách hàng đó. Tùy vào đối tượng khách hàng mà wedding agency sẽ nhận cái job đó và tư vấn cho khách hàng theo cái style cũng như ngân sách của khách hàng hiện tại đang có. Xét về dịch vụ thì wedding agency do có quy mô là làm việc theo tổ chức của một công ty và bao gồm rất là nhiều phòng ban, thì wedding agency nhận rất là nhiều job trong một năm. Tùy vào đối tượng khách hàng mà wedding agency sẽ nhận tư vấn và phụ trách cái tiệc cưới đó, tùy vào ngân sách và cái style của khách hàng đang cần. Nhưng mà thường khách hàng tìm đến wedding agency là họ đã thích cái style của doanh nghiệp đó, thiết kế như thế nào và có ngân sách phù hợp với lại doanh nghiệp đó đã định ra. Ngược lại, wedding planner thì hoạt động theo tư cách cá nhân nhiều hơn, thì họ sẽ nhận cái job phù hợp với lại team hoặc là chính wedding planner đó có thể handle được. Tùy vào độ uy tín và kinh nghiệm của wedding planner thì khách hàng sẽ tìm tới họ. Hiện tại thì ở Việt Nam thì có rất là nhiều wedding planner và có team làm việc cho mình. Ngược lại thì wedding agency không follow vào quá trình thử váy cưới hoặc là chọn thiệp cưới, chọn photo hoặc là những người quay video cho cái đám cưới đó. Nhưng họ có những đối tác chuyên làm những hạng mục này
cùng với cái style và cái standard của cái agency đó đề ra, thì họ sẽ giới thiệu những đối tác đó cho khách hàng và tùy khách hàng quyết định là có nên chọn những đối tác đó hay không, có phù hợp với style và ngân sách của mình hay không. Còn wedding planner thì là những người sẽ đồng hành cùng với khách hàng trong quá trình thử váy cưới, chọn thiệp cưới, chọn photo, chọn cameraman và những hạng mục khác trong một cái đám cưới. Thì họ sẽ là người đứng ra để điều hành, để theo dõi cái đám cưới đó từ đầu đến cuối cho khách hàng của mình. Vậy là Dung đã chia sẻ những điểm khác nhau giữa wedding agency và wedding planner. Các bạn có comment hãy chia sẻ cho Dung biết thêm rất là nhiều những cái vấn đề về hoặc là những cái chủ đề các bạn đang cần biết đến nhé, để Dung và các bạn có thể trao đổi và học hỏi kiến thức lẫn nhau. Các bạn đừng quên subscribe kênh và bấm like hoặc share video này nếu thấy những thông tin hữu ích để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển nha. Và nhớ đừng quên theo dõi kênh để đón nhận những video mới nhất từ ngành cưới cũng như những trải nghiệm travel của Dung nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.